thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban giám khảo, tôn sư trọng đạo. Vâng, một truyền thống rất đỗi tự hào của bao thế hệ học sinh Việt Nam, và mỗi một thầy cô giáo là tấm gương tri thức soi sáng cho bao thế hệ học sinh. Cô giáo em là Hoa Ê Băng, như một lời tri ân của các bạn học sinh vùng Tây Nguyên gửi những lời thầy cô đông đầy yêu thương để chúc mừng thầy cô ngày nhà giáo Việt Nam tràn đầy hạnh phúc. Và sau đây tiếng hát của bạn Bảo Anh cùng tổ múa đến từ trường tiểu học số 1 Quảng Hưng. Xin mời quý vị. Và kính thưa toàn thể quý vị, phần dự thi văn nghệ của trường tiểu học số 1 Quảng Hưng đến đây kết thúc. Xin kính chúc quý vị đại biểu, khách quý, ban giám khảo dồi dào sức khỏe. Chúc quý thầy cô có một ngày lễ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Chúc hội thi của chúng ta thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn.